cập nhật bản tin COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp đến 6 giờ ngày 2 tháng 7. Dạ vâng, đến 6 giờ ngày 2 tháng 7 thì tình hình COVID trên toàn tỉnh Đồng Tháp như sau. Thì tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau. Tổng cộng từ ngày 24 tháng 6 năm 2021 đến 6 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2021 có 92 ca mắc nghi mắc, tăng 15 ca so với thời điểm 18 giờ ngày 1 tháng 7, ghi nhận 77 ca. 15 ca nghi mắc mới phát hiện trong đêm ngày 1 tháng 7 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chưa có mã bệnh nhân. Chi tiết 15 ca mắc mới như sau: ở thành phố Sa Đéc có 2 ca, 1 ca là người nhà của người nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, 1 ca là bệnh nhân đã điều trị tại khu nội C Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 năm 2021. Thứ hai là huyện Châu Thành, 10 ca là khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng Agribank Châu Thành. Thứ ba là thành phố Hồng Ngự. Thành phố Hồng Ngự có 3 ca, 2 ca là trường hợp đang cách ly tập trung có kết quả dương tính, mẫu xét nghiệm sau 14 ngày. Trước đó hai trường hợp này có kết quả xét nghiệm đầu vào là âm tính. Một trường hợp là người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Hiện tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc chẳng còn xuất hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, để triển khai các biện pháp dập dịch kịp thời, ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thiết lập cách ly y tế tạm thời đối với Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đến khi có thông báo mới. Chiều ngày 1 tháng 7, Sở Y tế tiếp nhận đoàn công tác tình nguyện từ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ gồm 3 cán bộ và 44 sinh viên. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp gồm 2 cán bộ và 35 sinh viên. Tất cả những tình nguyện viên sẽ tới địa bàn thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành để hỗ trợ truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca dương tính. Ngoài ra, ngành chức năng đang tích cực thực hiện các hoạt động truy vết, rà soát, điều tra lấy mẫu người tiếp xúc và người về từ vùng dịch, đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ cao của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Dạ vâng, như vậy là tính đến 6 giờ ngày 2 tháng 7 thì tỉnh Đồng Tháp tăng 15 ca so với ngày 1 tháng 7 nha cả nhà. Thì 15 ca đó gồm huyện Châu Thành, thành phố Hồng Ngự. Thành phố Hồng Ngự thì hiện mới phát hiện mới nha cả nhà. Và thành phố Sa Đéc thì có thêm 2 ca nha cả nhà. Cả nhà chú ý nhớ đảm bảo giãn cách xã hội tại nhà nha cả nhà. Có chuyện gì cần thiết nhất hãy ra ngoài nha cả nhà. Và nhớ luôn luôn thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế nha cả nhà. Dạ vâng, Nguyễn Đợi sẽ cập nhật thông tin nóng nhất, mới nhất, chuẩn xác nhất của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Tháp nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất, nóng nhất nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem kênh. Chúc cả nhà luôn vui vẻ.